Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ Toyota Tăng Cảng. Và hôm nay Học lại gửi đến cho quý vị một sản phẩm 7 chỗ cực kỳ rẻ nha quý vị. Avenza sản xuất năm 2019, 7 chỗ số tự động. Học để báo giá cho quý vị luôn, chỉ 535 triệu đồng thôi thì chúng ta sở hữu một sản phẩm 7 chỗ số tự động. Điểm mạnh của xe này á, thì quý vị có thấy nó rẻ không ạ? Thực sự 535 triệu mà chúng ta sở hữu một sản phẩm 7 chỗ bé bé xinh xinh như thế này. Tuy nhiên thì mặc dù là 7 chỗ nha, nhưng mà thấy nhỏ, nhưng mà khi mà vô khoang những điểm nổi trội của Toyota á, thì khi chúng ta vô khoang ngồi vẫn rộng rãi, thoải mái, rất là bình thường. Xe đi được 52.000 cây thì đấy. Học quay chi tiết về ngoại thất và nội thất gửi đến cho quý vị luôn. Và sản phẩm này 2019 chắc Học xin phép quý vị lướt nhanh qua tất cả các phần này ha. Đèn ga lăng thì nó hoàn toàn như mới, nó không có gì khác hết. Nhưng mà Học sẽ xin nói sơ sơ về vài điểm. Xe này á, là một cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ. Tuy nhiên á, một điểm nổi bật của xe này á, thứ nhất là mâm phay nè. Như vậy, mâm phay. Đó. Về phần đầu phía bên trước ga lăng á, thì có sơn đen ốp mạ rơm, sơn đen tĩnh điện nha. Đó. Về phần cấu hình á, thì nó cũng tạo ra một vài nếp gấp để cho chiếc xe nó trẻ trung và nó rất là hiện đại. Đó. Nó không có một tí nào rẻ tiền cả nha quý vị. Đó. Thì quý vị nhìn thấy là về phần hông xe nè, thì Học cũng đã quan sát được cái cụm đèn báo rẻ nó cũng có nằm ở trên cái đèn xi nhan, nó tích hợp chung. Đó. Không thiếu bất cứ thứ gì. Về đối xe này á, thì được trang bị mâm R15, cũng không có quá là gọi là thấp đối với những cái tầm xe hạng thấp này nha quý vị. Đó. Trang bị phanh đĩa nè, đó, mâm phay, mâm nhựa hợp kim nhôm nha. Đó. Về còn phụ kiện xe này, Học đã thấy xe này đã có phim cách nhiệt rồi nè. Đó. Bên trong thì còn nhiều nữa, đây Học mời quý vị cùng xem luôn. Xe này mang biển số tỉnh nha quý vị, Avenza. Chữ G của chiếc Avenza, Học cũng rất là thích cái kiểu màu xanh xanh, nó giống kiểu như Hybrid, rất là đẹp nha. Cụm đèn lái thì Học cũng không quay cận đâu, thì quý vị hãy lại xem xe. Nó hoàn toàn như xe mới, nó không có khác gì hết. Sản xuất 2019 mà. Nếu mà chúng ta đi gia đình 4 người thì quý vị gặp cái hàng ghế này lên thì chúng ta có một cái khoang hành lý cực kỳ rộng nha quý vị. Nếu Học ngồi vô đây khoảng 2 người ngồi được nha. Đó, sắp cái này lên hai người ngồi bánh cà tướng được luôn nha. Xin đùa tí, cực kỳ đẹp. Đấy. Đây, quý vị nhìn thấy có rộng không ạ? Đối với những cái sản phẩm Toyota thì đó, thì được thiết kế rất là rộng. Đấy. Và đặc biệt là có hàng cửa gió ở phía sau nè, trang bị cửa gió ở phía sau nè. Và điều chỉnh tốc độ của quạt. Đây. Và xe này được bọc trần 5D nha quý vị. Lót sàn bọc trần 5D, phim cách nhiệt đầy đủ. Chỉ 535 triệu đồng chúng ta có xe 2019. Số tự động 7 chỗ. Ghế da. Đó, thì quý vị thấy có hấp dẫn không ạ? Đó, wow. Đấy. Thì Học thấy cái mặt đồng hồ này là cũng đã thích rồi đấy, rất là hiện đại nha, không có một thứ nào mà nhìn thấy không hiện đại cả nha. Đó, kể cả mặt dưỡng túp lô cũng được sơn đen bóng rất là chỉnh chu, đầu DVD. Đấy. Vâng, thì Học xin báo giá lại sản phẩm này một lần nữa nha quý vị, chỉ 535 triệu đồng sản phẩm 7 chỗ số tự động đến từ nhà Toyota, sản xuất năm 2019, cực kỳ tuyệt vời nha quý vị. Đó, còn xe thì được phụ kiện ghế da, bọc trần 5D, lót sàn, phim cách nhiệt rất là đầy đủ. Học xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian và theo dõi. Xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và xin chào và xin hẹn gặp lại.